đây nữa. 10, đeo bao tay như này này, loa nó nhanh sạch lắm. Chỉ dùng bằng tay là lâu lắm. Đừng có chùi bằng rẻ, bằng rẻ là còn mướt với sâu. Thấy không hả? À, đây này. Cái dùng bằng này. Ủa đâu làm gì đâu, anh Phú anh hỏi đâu. Thì ở dưới cũng vậy mà. Dưới phải lo tự tạo. Còn tay này nó nhanh nè. Chứ tao nhờ cái này tao không nhanh chứ mà nó còn trễ 3 năm chưa xong. Mai mình mổ một chút cái thực hiện thế này mình bỏ qua trần, khoan bụi khoan qua trần cho thằng con. Giờ còn chú bán được chứ mai mốt khỏi làm được. Thì nó khô rồi làm được cái gì? Không phải là người ta sơn bây giờ mình làm là này. Phòng teo là xong rồi đó. Phạm thiên đó là còn đó là mình thả lại cao là chuyện của mình thôi. Ôi nhà mới thì mới xây thì nhà nặng đẹp. Xong một thời gian bắt đầu nó lại chuyển nước. Và mẫu khác cái người. Vâng. Chúng ta đã phủi lần từ góc cái bắt đầu phủi. Đi phủi lùi lần ra cái này ra tới trước thì xong. Vâng. Để đi của chồng ấy cũng có lòng rưỡi đây. Thì cũng phải uống hết tốt cái đấy chứ uống này gì cho lắm. Mấy cái nhỏ nhỏ này mình lấy cái đồ để trà sau không mẹ chưa? Còn nếu có thì làm luôn cho nó sạch luôn. Đâu ra đó thì khu. Cái thằng Quỳnh hôm bữa nó đổ xô hồ. Cái bữa này thằng bố đi đập xô hồ. Thế bảo mẹ đúng là thằng con hại thằng cha. Tôi cười cả tao. Mày hại tao xong nổi trời sai xui chứ kiến. Đau lưng thế này. Kêu cha mày lên làm. Ngồi cười. Ủa mẹ mới lóc kia hôm nay. Thì bởi mới lấy đó. Thế là đâu? Mười, nhanh không này, nhìn coi này đó, phải làm như vậy nó mới nhanh. Còn mà cầm đồ rẻ còn lâu. Vâng. Em đang cạo từng rãnh mà em đâu có làm gì đâu. Cái này mai mốt nó còn chết thêm một lần xi măng trắng nữa. Đúng rồi. Gọi là một chết đó. Bữa nào mới biết được thì che cho đẹp hoàn thiện đấy do mình thích mình nói chuyện với nên đi cũng hơn. Hôm nay là mình hoàn thành đến nhà. Muốn đẹp thì muốn quay về phải quay ngay từ đầu. Muốn đẹp thì chúng ta phải vừa chắc thêm cái một này nữa vào. Tạo lên từng nét cho vừa chắc sạch vừa đẹp nhà. Tạo độ nét lên nó đẹp căng. Mình giữ độ đẹp được bình lâu. Cứ bốc phét thì mình đang nói láo báo nó thêm. Tao bảo con Nam nó mà bảo gì mười dạy cho đi tưởng mày về mày dạy tao mà nó chỉ không chịu học. Nó nói hay hơn em ấy, anh đừng có đùa. Bố ơi, nó chỉ nói. Không, tại vì nó hay là ở cái con đấy. Đằng qua là nó ngại, nó không quay trước mặt thôi thôi. Chứ nó hay lắm. Con đấy nó điểm nhấn mình nhá. Đi nào của em, đi nào của ấy đi trường. Đi của bố ngoài nha. Sao lại để gần nhau làm gì? Đây. Chỗ người ta đừng làm. Mai mốt đổ là mỗi dưới máng lại có bóng điện đó, mai mốt được lóc lên. Cái nhà này hoàn thiện là đẹp, cái cổng không là đẹp chết sóc. Cái cổng
tại vì mình xin được giấy phép đấy mười là làm xong một đồ máng luôn đó. Còn mà nói nhà thì là lạ nhất xó. Nó đẹp thì nó hơi khó nghe nhưng mà nói lạ nhất xóm này lại nghe được. Mời biết không? Đúng cái câu thế thôi nhưng mà nó chỉ để đổi lại một vị thôi. Mày lấy cái non của bố già tí đó, bố uống cái này không? Thì đó uống luôn. Mày lấy ra đi. Lấy đấy rồi lấy ốc cái thùng đi. Bỏ luôn ở trong phòng ấy. Chẳng ai làm gì trong phòng. Kéo luôn cái thùng đi. Rồi dẹp mấy cái ly đưa cho con thử luôn đi, cho về nó tự nó rửa. Còn mình làm nhà mình ít dầu. Hồi xưa mình vẫn là phải bỏ thùng nước đá này ra lên mẹ để lăn lên đi. Để nắp lại. Dưới đấy xe mình để gọn vô không? Để em để tận ở trong nghề mà chỗ mà kéo nó để xe mà em đâu để ngoài đâu. Đó sạch rồi đó. Người bà kia đi ngang và thấy nhà đẹp quá hỏi ông thầu đâu. Chị... Ở nhà anh là chưa ra chi phí đúng không? Hả? Nhà anh thì chưa cộng ra chi phí đúng không? Trường nó biết, bà biết đấy. Mà chưa hết đâu, chưa biết là chính xác. À, nói chung là nó án án là 90% rồi. Nhưng mà 500 là không đủ đấy. Chứ là cho mình lên cái 600. Nó đẻ thêm đấy. Đúng rồi, làm nhà cũng là nó đẻ. Thứ nhất là cưới vợ, thứ hai là đánh giặc, thứ ba là làm nhà không có đắt hết. Bằng gần bằng cả nô đất. Mấy ngày này hoàn thiện này nó làm tiền trước. Thằng nhất còn là con nó kiểu. Là con nửa tháng này là không kêu thợ phụ đó. Anh mới đau lưng mấy ngày này không làm được. Rồi cũng phải phụ thôi chứ không có kịp đâu. Không kịp thì cậu lại phải kêu hai phụ thì mình cố gắng mình làm. Giãn đoạn nào còn đoạn nào mà cực quá thì kêu ông già đấy ông làm. Ôi trời, cái bông quên hôm nay bảo em mua cái bông gì đấy. Bông đường đỉa hôm bữa ăn thấy nó bớt đau lưng ấy. Từ từ dành số tiền lớn. Lớn chỉ có mấy ngàn nè. 50 ngàn một cái. 50 ngàn mình mua mà đủ nấu canh rồi ăn tô thôi. À, cái bông mua bông canh chua hả? Ờ, cái bông đấy đó. Anh không biết tại đường đi biển đâu. Anh đừng mua. Anh đừng đau lưng mà đau không kinh khủng nên mà ăn nó đỡ, chiều đỡ ra làm chỗ hồ được. Thì đúng lúc nó thế thôi chứ đâu phải là ăn cái đó đâu anh. Không. Đúng tại mình ăn đơn phương, mình ăn đơn phương, anh cái tính anh là ăn cái gì này để ý đó. Tại anh bị bệnh mà. Có những cái cây nó mọc mình tự sinh ra rồi cho. Có nhiều cái cây nó có chứ là mình. 50 nghìn một ký. Có nhiều. Cái công hái thì cực khổ lắm cơ, chứ không có đơn giản đâu. Nhiều cái này là... cao á. Nhiều cái nó chơi giống như bông đu đủ cũng là từ rau mà. Ô đu đủ hả, đồng bào nó ăn từ 8 kiếp 10 đời rồi, mình giờ bắt chước phải đặt đú chen chứ. Đồng bào nó ăn từ 8 kiếp 10 đời rồi nè. À thì nó ăn bò, nó xào với đá sắn mà. Nó ăn hả, mình đây bắt chước nó thôi chứ còn nó ăn từ cái đời lâu lắm rồi. Thì nó ăn với đá sắn, nó xào thịt bò ấy là ăn được mà. Nhưng mà do mình ăn đơn lẻ, ví dụ như anh dùng nó đắng lắm. Nhưng mà anh thì bà trên đường chữa được một số bệnh của anh dùng đó chứ. Cái đợt về bà ngoại đấy à, ừ. Chữa được một số bệnh. Cái khe này này mười. Dạ. Khe trong cùng. Vâng, nó mạnh vậy. Kéo mạnh lên. Đấy, nó sẽ là mạnh. Đúng rồi, nó vừa nãy nãy thì em chưa ấy, chưa làm nó trong tường. Trong tường chứ, cái tường là quan trọng hơn ở ngoài. Không có ấy thì không nhét được xi măng vào đâu. Cái nó có rãnh to lắm rồi, không sao lắm. Cái to đến nhỏ thì không chẳng mà vừa cái xong nó muốn để ăn ra hay kéo vào. Dạ, ông cài đi, nó muốn biết hết đâu, ông cài. Ở xin mong ông cài, xin mong cài thì ai được. Ông già hay xin tôi lên quất trong bữa đi báo xin mong. Vâng.
Bình kìa. Ông Bình qua chơi hả? Bình qua chơi đấy, vừa mới chở anh Thảo đi về đấy. Hello Bình. Lâu lắm rồi Thiên Nga mới qua đây. Bà Thiên Nga. Bà này cả cái đường đi. Mày đi đâu mà làm ơn được ngồi yên một chỗ đi cho cái camera, tao đang ngồi một chỗ mà. Ủa, tôi đang đi một đường xong rồi chị ấy. Mà cứ làm một cái vùng quanh đi rồi xíu đi tiếp. Sao thì sao, qua xem nhà anh Dê, có đẹp bằng nhà mình không? Đi đây này là chị Bình ơi. Sao? Nên lên xem làm nhà anh Dê có bằng nhà mình không? Bỏ chân gà bước lên. Ôi giời ơi. Bà ơi. Tao nhìn thấy cái điện thoại của tao kìa, ít như kiểu cái điện thoại của em á, Phú Anh cạo màu trắng xuống nhìn y kiểu là sương mù á. Màu của ai á? Xi măng không? Ôi miền nhé ơi, xi măng. Bà để điện thoại bà đang để đâu rồi? Bà nhớ nhắc có lấy điện thoại của tôi nha. Điện thoại đấy, của tôi đó. Tại vì nó cắt cứu ngoài nào, nó làm được gì chứ. Các bạn ạ, hôm nay mình đi làm hôm nay mình đi làm phu hô các bạn. Cái này đang tạo dẫn đường dẫn này nè, đường dẫn đó, cái dẫn này nè, cho nó có lỗ đó. Cho nó có cái lỗ để mai chất xi măng ấy. Tại vì em chưa tắm nên em cứ trà lên. À, chất xi măng cái đoạn này hả? Tất cả luôn. Nhưng mà mình làm từ từ một ấy. Giống như mình cạy mấy cái vớ vẩn từ dưới sà bần lên nè. Đúng rồi. Với lại xi măng với lại gì tùm lum thứ hết trơn. Không phải là xi măng mà là đinh. Ý nó thằng gấu cơ mà, chứ không phải em. Đi vào đừng ra, vừa đêm mới ra mà trường kêu đừng ra đấy, sợ té ngoài đấy đấy. Trên nóc nhà luôn đấy chứ, đấy là gì? Em chạy ngược cho. Em chạy ngược cho đấy, rút cho nó là xong. Cái này chỗ này chưa cần đâu. Mai mốt á, là tao ngồi nhà. Tâm lập bằng đó, tâm đi tới ngoài đó đi. Mà như xong rồi mà tâm đó đang làm cái nào. Bây giờ đưa với cái hạ luôn á, đưa đó luôn. Để đi ra ngoài trong cây cực nhất cho mình ra tới quần. Mà cái cây gì này nó đổi ra? Ờ, cái như này thôi. Nó có sẵn rồi. Đó. Nhưng bây giờ không làm được. Cái đồ cháy. Thì đâu ạ? Hôm nay toàn Thiên Nga không nè. Có mối mối con da mà tới hai ba cô Thiên Nga. Đi đâu? Đây này, làm cái giật đi đây. Đấy. Cao cũng nhà nào cũng tự chúa. Đứng dưới đây, đứng dưới đây thì đứng dưới nó lật cạn. Không phải đứng đây là nó lật cạn, đứng đây không lật. Em sợ độ cao, không dám là đó đấy. Trời ơi, này nó con nhà trời ơi, nhà con chưa có nhiều phút hai. À này. Bằng nhà mày không? Nhà đâu cao vậy? Cao làm sao được, nhà chị làm thấp hơn mà. Nhà mày có phút thấp. Em chưa nhìn nhà chị luôn đấy chị Bình. Đúng không, nhà chị xây giờ em chưa sang. Nhà này em từ đất lên trên trời 9 mét. Thì đây thì sao cũng thế. Đây là tao lên đây chứ mới có 7 mét mấy à. Còn cái mắt thì nó tới đến 10 mét.
Đấy, cô làm đấy. Cái coi đó hả? Ừ, nước nó dùng ra đấy. Nhà mày cũng đổ thì nó sẽ đổ lên trước. Thì tôi nhìn nó xấu. Cái đó là tính ra cũng cả 6-7 triệu đấy. Đó, qua đây đang đông vui nè. Bà có đi đâu bà xoay cho nó cam như vậy không ạ? Mất mày này. Con xoay mày như thế này. Rồi đi, con xoay lại rồi. Con đang đi. Đâu phải làm hết cái rãnh này nữa. Mày nổ ở trên nhà, nó xoay khỏe. Có đâu, em không có nổ đâu, em cần nổ anh. Để bà mới có sao đâu. Thì móc nó khỏi thì làm có sao. Nói được mà. Tôi không làm nhà tao chưa đến mặt cái bữa nào hết. Bất ngờ chưa. Tao này có một cái. Thế là em đang đi mua xi măng nhà anh lên thì có. Toàn xi măng quá trời này anh Phú ơi. Ờ thì cứ mua đấy. Tại trường kêu chỗ này có khoét sâu vào nên này em cứ mảnh cay này. Trên đủ lúc cái này là được ạ. Ý là ở bên ngoài thì là không sao mà bên trong này hả chị? Ôi đâu, tao đâu biết đâu, tao đi lấy chè trong lâu, mãi không xong. Sao cái bà mình nghĩ ra bao tay này, cái lâu tí xong à. Vậy chị hôm qua mình anh làm hết đi. Đó, lúc đấy nguyên bờ đường, bà mình lên cái con hoa cái xong. Sao làm không giỏi rồi, cái chế không giỏi. Anh còn chế cái bơm, tự bơm nước, chứ không qua hai vợ chồng trên đây không cần người ở dưới tự bơm nước. Vâng. Mua bộ điều khiển từ xa luôn. Giống như ông Huy á. Có gì thấy còn hết hồi nữa cơ. Đó, cho một tiền. Nhà nó cửa. Mày ngồi lại đi Hoàng ơi, mày đừng có cô như vậy nữa, ngồi lại nấc đi, ngồi vậy. Quỳ làm chi nó đau chân. À nào về xuống giải tắm. Rồi dính xi măng bằng trần, vì giặt đồ không ra luôn rồi. Đây đâu phải xi măng đâu. Đi nè. Nó chỉ là phấn thôi. Tôi biết được không? Chứ thôi mình đừng ngồi vào cái khô chỗ đó. Đó có là xi măng đâu. Nó là bụi á. Còn xi măng là cái này nè. Thì tao mình hãy gọi một đống, lúc tao đang hãy gọi một đống nè. Làm nhà nha. Cái này xi măng ở trong cái này luôn. Ở đằng sau đấy mà làm ban công hơi bị ngon đấy chị, làm mấy hành lang nhỏ, hành lang không gỗ. Bây giờ tối quá chứ không mua cho cái đó. Đấy, đồng hồ đó không, cái này đẹp.
Đã có 10 triệu đó đó. Cho đây là 10 triệu đó. Rồi, cẩn thận rồi, ngồi xuống kia bà. Cẩn thận ngồi xuống cái hố đó. Rồi, cứ một lần xuống. Chết ào. Đây mà mốt chồng còn một cái can đó. Ê chị Mười, vâng. Muốn làm việc chị còn quay còn đẹp nữa, cho đây một chiếc xe to lắm này. Mình chạy mấy bữa treo treo dưới nhà đó. Không có đèn nữa. Đừng có đèn nữa. Em đi đâu mà nhớ quan trang thôi nhưng mà. Tao đang chăm sóc cái em điện thoại này rồi. Bị cười nhanh hơn rồi. Đây là mấy lúc đầu tiên anh không biết làm này Mười này. Còn hàng này bây giờ sau này anh biết làm rồi này. Còn đẹp không? Đây là mình để thêm một cái bộ automat đây, có sự cố tự nhận. Anh đi ổ đôi chủ lực. Còn kia ổ cắm, còn đây là công tắc này, bật đèn này. Đây có bao nhiêu bóng đèn đâu mà. Cậu nói sao mẹ? Ngày mai sao? Có mấy cái nó xít quá. Ừ, có dựng nó cho bự cái nhỏ này. Thấy cho bự cái nhỏ này không? Buộc, buộc mình phải ấn mạnh xuống nó mới ra. Khít đấy. Đâu rồi? Ủa, sao tao móc nó ra vậy? Sợ nó không phải mai nó cũng ra. Nào ngay chỗ đó đi nha nên. Quá mày. Này, Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ấy là hai đầu. Thì đây rồi, đây có này. Để tôi xem tôi cứu được cái mày chưa? Đúng rồi. Vừa đây cầm phúc, cửa này ít mở đó. Vừa này trong công việc có đám tao mới mở chứ còn tao mở là tắt tắt mà. Đúng như vậy anh Hoàng hả? Cái đấy là mà ông đã bỏ cái gạch xong rồi. Cái này mà lấy được 3 tấc nữa là đẹp. Cái nó cũng chân hả? Trên hả? Lên 3 tấc nữa đó. Hôi này em đã thấy kẹt rồi anh ạ. Có mấy cái lễ sát đó, nó có chẳng được cười mất lớp mấy ngon sơn bây giờ sơn sago vừa để đẹp ba màu. Ôi cứ sơn được là được anh ạ. Sago được chắc lắm đi. Thì mới thay được cửa về máy mà ở trước đấy là dưới các cổ như thế nào. Nhớ là hôm nay mà đúng rồi anh để thôi thì kia có một cái không? Bắt qua được không? Không, của nó này. Của nó nhìn giờ nó tàn rồi, thì bắt lên chứ. Nó đầy xong đây mà. Rồi để đây bắt đi. Để đi đái rồi, tôi phải đó. Để xuống. Cái để dạy mà không sao hết, cứ đi dạy cho nó. Không phải nó nước đầy nha. Anh mình lau đi thì mình bỏ ra. Không mà lau thì nó rau sạch ra mà xong. Nó ướt nhạt rồi nó sẽ bị sét. Thank you.
có mày được để tìm không? Hãy
Cắt nó ô lắm vừa ấy, tao đang làm, nó ôi mới lâu rồi mày. Nó đi với một tớ quá rồi. Để nó không có được nhau. Cái cạo tôi khô rồi hả? Thấy cái quả dưa ngon quá gì tưởng là bây giờ là cứ thế cứ đưa theo đi là xong à, không em phải làm cái đâu dùa cái đấy rồi là thôi rồi tiếng là nó bắt đầu em chửi là nó như chăng vậy đó. Làm như mười là đúng rồi chửi lần chửi lần chửi lần đến chặt ra đây là xong rồi tiếng là em đi ra cứ để lòng chồng lòng chồng anh tôi quay bên ngược lại được không rồi quay bên phía kia có gì đúng rồi để hạnh góc bên kia được chưa để hạnh góc bên kia kìa cái góc bồi góc không không đó để lại đi con xéo xéo đi cho vào cái gì ok rồi đó để lại bây giờ đi dưới đi mang thang góc nặng cũng được để em quét nó xuống lại à em phục vụ làm cái đơn phụ cho nó đó nó lại vô lại cho ông chị. Để ý anh bảo là nằm vừa 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 đang dạy hay sao mà bước khách chút nước bước thì nấu mấy có sát cái hoài nên đúng không? Sát rồi ừ, con bên này bên kia trẻ cái vậy thôi mà gì đó, cũng làm trẻ cái thôi để có rãnh là được cái này chỉ gì làm cái này này xong bắt đầu gì thấy không được bắt đầu gì móc cái nữa rồi mà ví dụ anh lau ra mà anh thấy nó còn em móc lên chứ bắt đầu nó xong được kia chứ em cào thì kia ra bắt đầu biết là em là đi làm đúng rồi đó ở được em hết chỗ này hết xong được cha mày cũng quay ngược lại con người chứ con người nó lại ấy là chưa giống như đi vòng tròn như sáu mai gì không á tao không ăn việc nào quá ở nhà thất nghiệp. Vì gạt ngang thì giúp cái gì gì hả? Đỡ quá đó, gạt kẹt đó. Gạt sẽ làm tới cái vị trí của thịt lớn thì đi không cần đâu, không cần sâu lắm đâu, vừa vừa thôi hả? Nên gặp cái lỗ này được à, cái lỗ của cái cưa á. Không để con gì nào, đó cái lỗ đó. Mà làm sao làm lấy móng cũ à?
không phải mình về chi với thằng này biết thằng này chi biết được à. Nhưng hồi đó tao cũng vui chứ tao làm tao cho nó nhiệt bây giờ nó đẹp hết mình giờ mà tao có nhà là tao làm nó cho mưa tao làm cho đẹp để xây cái này là mình làm lần đầu chưa chứ là cái sau mình cũng có nhiệt nhờ bác làm thì bác có kinh nghiệm rồi sau này em có tiền mua đất rồi nhờ bác thì thiết kế cho này nhớ là đẹp rồi thiết kế phải lo lúc đó là đẹp rồi lúc đó thì thật nó gây lộn với ta thôi nhưng mà mày kêu thật ngoài tao không chỉ đạo được chưa ở nhà có tay đó thì cứ quét tới giờ ngoài nghĩa là sao giờ cái khẩu này nó rộng ăn mốt cái năng can cái này coi như lộn lắm gọi là chơi thoải mái tới đây thôi cái điện thoại có 10 kìa có à. Ai nhắn tin kìa tôi thấy lâu rồi mà tôi kể tao quay video đi rồi thì sâu quá các bạn để cái mắt thôi không nghĩ là cái đường này nó sâu chứ em đâu có thể sâu dữ vậy cái đường nó sâu nè đây nó sẹo nè đây nó sâu nè cái người đã xuống nóng luôn cả người là mai mốt anh nạp cái tấm về để ra tới ngoài cái cột cái nuôi đó là tấm ba đi ra ngoài đấy rồi vâng chồng con nuôi mèo nuôi chó nuôi chim nuôi hết trời ước gì luôn hết đâu ước gì luôn hết tấm ba tấm ba bắt để mặt nạ cái thứ mai mốt thì tao nạp được cái đó mà tao tính xa xa chứ tao đâu có đi gần tao làm gì đâu tính xa thế này bây giờ làm nhà này nước có chảy ra đường đâu làm tốt cuối cùng vâng thì làm có bao nhiêu nước nó chảy ra ấy cái này có nước lụt cái này có phú nó lụt rồi em sao mới hồi nãy nó lụt rồi em sao mà nó lên tìm ra được mới hồi nãy nè vừa có linh để về bữa lên làm lại hết ngày hôm rồi các cậu làm cái đó đó làm mà cái này mà mai mốt thì vừa qua cái phim điện mắt vừa xong là nó kho đèn vừa đầu tân ra sang quay nữa hai cái đèn đây này đây là ba cái đèn đẹp thật đèn giả cổ á thấy chưa bốn mấy phút này bốn cái nữa luôn ôi miền đất ơi nãy giờ mới cướp điện thoại của tôi không có nãy có mỗi thanh cái bao ở dưới đây này không đây được em thấy cái này được chiêu để cho nó dột xuống mưa ở đây cái này không ướt được cái điện thoại của em tôi dột cái mà người tin bắt xem nó dột ở cái phone này dột ở xe gô đấy để em xin cái này này hả cứ ở trong nữa này bước chân dài trong cái ngày mai mình mới hết việc. Ờ, xin chào, cái nhà được thả, cái này đấy.
Nó bắt được tại chỗ này nó có chừng. Mai em làm được, tại cũng được cái này á, tại cũng được nước này chứ. Muốn xem được nào mà làm. Kéo bò như là nó nguyên tử, nó bây giờ chứ. Mà chùa này cũng là chủ trí là nó làm cái này. Cái đèn này nè, em nào đèn đi chưa? Con đông thì nó đi. Đó, chứ nào đó. Mấy về mấy cái bóng riêng, còn ba bóng cho đi một phòng. Để này nó tập một phòng. Chị nó sẽ cứ chăm chí lên chứ còn mặt trên không thì thấy giờ là đề điểm 1 à. Có đứa là bị. Đó, thì không tiếc đó. Tiếc thì ra cái gì? Không ra cái bóng đèn đó. Rộn mang, rộn tạo, tạo, bắt. Nó ăn thì người cũng rộn. Ở đây tắm nè. Đúng rồi, người ta đúng thì người ta có hàng ngang ấy. Chứ không có phòng trọ ăn tối. Còn ở dưới nhà kín luôn. Vâng. Dưới nhà kín luôn, người ta xem. Để cho người ta đến người ta nhận những công trình đó à? Không nó mới ra cái tờ được không mà là cái tờ đó là cái sổ cũ đến là cái nhà có bố nó mà không xong thì nó công nhận sổ luôn nè là cái gì đấy là nhà đầu không có hả nó chỉ là cái sổ cũ nè nhà có bố luôn vậy là cái nhà cũ của mình tài sản này nó không có gì cả. Không có giá trị bằng cái nhà đúng không? Nhưng mà không có được không phải xây sai nó sẽ ăn hối lộ phí không được. Chứ là nó cao, chắc là cao hơn cái trần. Nhưng mà có thằng no lấy tờ hết rồi thì mình cũng trả no mấy. Nhưng mà cao hơn nhưng mà theo tường nhìn nó sáng, nó sáng nữa. Đúng rồi, mà bạn có tường. Đừng có tường thì nó đẹp hơn. Không phải sáng chị. Cái màu này đẹp. Mới đầu thì xong mà chị nó đẹp. Mà bút ngày nào chùi hết đi, dọn dẹp hết đi, nó đẹp. Cái sáng này nó sạch. Cái này mà người nào biết làm cái ốp thì là ca đê, ốp thì là ca đê của đẹp quá. Không, 3D là nó cắt từ bên gạch ra này à, không có xếp thành hình đi. Không phải là gạch cắt điện, cắt điện. Nó làm toàn gạch vụn đấy chứ. Bên trong là gỗ à? Bên trong tường là quanh nên là làm gỗ à? Cái thằng gỗ đó. Đấy. Còn cái cong cong này thì bằng gỗ hết. Nhưng mà nó đá đó. Không thì nó đá không thì nó chín được mấy rồi. Vừa cong vừa sơn. Nhưng mà cả gỗ nó chín ra cái cổ thang cả 2 triệu rồi. 2 triệu cổ thang.
Cũng hồi mình làm nhà không bao giờ dự đoán được chính xác vậy. Chỉ có khoán thôi. Khoán bao nhiêu thì nó ra bao nhiêu thôi chứ còn... Khoán mà ơi. Cái gì đó? Hả? Dạ, em chẳng nghe cái gì. Ôi ơi. Không có gì hả? Có gì thì kéo mình đi đó nha. Nhát cái số này. Đá miếng to ạ.
Nhưng tôi là đá hoa cương nhưng mà gạch này nhà nó cũng bán. Bán công ty mà, công ty khô gạch mà. Hợp đồng biết được nhau có một sự tư rồi. À biết được nhà bắt chủ mua nó có để ý rồi. Biết đâu mình được giả một mớ nữa. Người già mà đúng không? À biết, không phải đâu biết. Đúng là về thì mà mình tay bạn có giảm thì là cho. Giảm không biết giảm nó giảm được. Tính trên công ty, tính nó là qua mặt được cây. Cái nào cũng bán cho mình chơi mà. Lâu lâu mới xeo hơn, còn có đa số mình đi. Bắt rồi nó kiện tên lồi. Nó lại cái nó kiện khách đi. Thì nó làm gì để xin nông xong rồi lúc về nó là cứ thế mà làm như họ cứ thế tạt vô đi để cho chị nấu tại công an Việt Nam ở đâu thì chở nước thì đi các cái tụi nó cũng không bỏ mình ôi đủ giờ rồi kìa bên mà trước bên ta luôn đấy là bên này phải đủ rồi đó tắt điện thoại không cần phải đâu xong rồi để bọn nó vào góc tí tao về.